xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, nếu như quý vị là những người lần đầu tiên xem tin người Việt, thì mời quý vị cùng bấm đăng ký kênh tại YouTube channel Tin Người Việt Canada để theo dõi những tin tức cập nhật bằng tiếng Việt mỗi ngày ở tình hình ở Canada cũng như trên toàn thế giới. Và mở đầu trong bản tin ngày hôm nay là những tin tức rất được quan tâm về thị trường nhà ở Canada và một câu hỏi được đặt ra là vào mùa thu này, thị trường địa ốc tại Canada sẽ như thế nào? Sau khi mà thúc đẩy nền kinh tế Canada thông qua đại dịch Covid-19 thì thị trường bất động sản ở Canada đang có những dấu hiệu như quý vị đã thấy thời gian vừa qua có một chút suy yếu khi mà giá nhà giảm cũng như là việc mua bán cũng đã giảm. Đó là tin tức đáng hoan nghênh cho những người mua tiềm năng với hy vọng có giá nhà tốt hơn. Nhưng các nhà môi giới và các nhà kinh tế đang tranh cãi về việc trượt giá sẽ kéo dài bao lâu và nó sẽ xuống thấp như thế nào. John Ballis, là chủ tịch của Reels of Sophie, cho biết là sự sụt giảm sẽ thấy nhiều người mua hơn nhảy vào thị trường và bạn không cần thêm hàng tấn người mua để có thể cung cấp sự ổn định cho một thị trường như trước đại dịch. Chỉ cần một chút gia tăng về nhu cầu cũng có thể là sự khác biệt giữa việc bán nhà 4 tuần so với bán trong 2 tuần hoặc là bán nhanh hơn rất nhiều. Giá nhà trung bình vẫn cao hơn ở mức trước đại dịch, nhưng mà tỷ lệ thế chấp mô kịch đã gia tăng và áp lực lạm phát đang đè nặng lên thị trường. Khi đại dịch bắt đầu đóng cửa vào tháng 3 năm 2020, thì Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto cho biết là giá nhà trung bình ở khu vực, một trong những khu vực nóng nhất tại Canada, trung bình là 902.680 gia kim. Tháng trước là 1 74.754 gia kim, tăng 1% so với tháng 7 năm 2021, nhưng đã giảm 6% so với tháng 6 năm 2022. Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Bất động sản Canada cũng cho thấy giá đạt 629.971 gia kim vào tháng 7, giảm 5% so với con số là 662.924 gia kim vào tháng 7 năm ngoái và trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa thì nó lên tới con số là 650.760 gia kim, giảm 3% so với tháng 6. Và khi mà các đợt đóng cửa đại dịch bắt đầu vào tháng 3 năm 2020, giá trung bình trên toàn quốc chỉ là con số 543.920. Hiệp hội dự báo giá nhà trung bình trên toàn quốc sẽ tăng 10,8% hàng năm, lên trung bình là 762.386 gia kim vào cuối năm 2022 và đạt con số trung bình là 786.252 gia kim vào năm 2023. Tuy nhiên, thì cũng có một số nhà kinh tế đang dự đoán mức giá giảm thậm chí còn lớn hơn vào tháng 6 thì một bộ ba nhà kinh tế học của D'Herin cho biết, họ dự báo giá nhà trung bình trên toàn Canada giảm 15% trong khoảng thời gian từ mức cao nhất tháng 2 xuống 817.252 cho đến cuối năm 2023, nhưng vì chúng ta sắp hoàn thành họ đã điều chỉnh dự báo của mình trong tháng 8, dự đoán mức giảm từ 20 cho đến 25%. Như vậy thì những cái dự đoán hiện nay còn cao hơn nhiều so với dự đoán đưa ra trước kia và điều đó nói lên rằng chúng tôi vẫn tin giá nhà sẽ kết thúc vào năm 2023 trên mức trước đại dịch trên toàn quốc và ở tất cả 10 tỉnh. Với dự đoán giá giảm thì các đại lý đã nhận thấy những người mua tiềm năng ngồi bên lề thị trường trong những tháng gần đây. Trong khi những người bán thì lại một chấp nhận một thực tế rằng ngôi nhà của họ sẽ không kiếm được nhiều tiền như khi mà đầu năm ngoái. Đó là một sự thay đổi với tốc độ bán hàng kinh hoàng và một cuộc chiến đấu thầu điên cuồng mà chúng ta đã thấy trong 2 năm đại dịch. Phần lớn sự thay đổi là do lãi suất hiện nay phản ánh sự biến động của lãi suất và có thể ăn vào sức mua. Các nhà kinh tế dự đoán sự gia tăng sẽ tiếp tục và Frallis cho biết là họ đã khuyến khích những người mà không cần mua ngay lập tức hãy giữ giá. Và Alberta không thấy sự chậm lại như nhiều thị trường khác của Canada vì lĩnh vực năng lượng của Alberta đã phát triển mạnh hơn nhiều so với trước đây. Nhưng mà Colbert lưu ý rằng hoạt động bán nhà đã giảm rất mạnh ở khu vực Greater Toronto cũng như British Columbia xung quanh Vancouver. Như vậy thì hiện nay thưa quý vị thị trường mà triển vọng về địa ốc tại Canada thì chúng ta dường như tập trung về tỉnh bang Alberta. Nhóm doanh nghiệp của Montreal muốn các đảng thúc đẩy mục tiêu nhập cư khi một cuộc bầu cử ở Quebec sắp diễn ra và các đảng chính trị của Quebec nên cam kết nâng cao mục tiêu nhập cư nếu họ được bầu vào ngày 3 tháng 10 tới và người đứng đầu một nhóm kinh doanh ở Montréal cho biết vào ngày hôm nay nhưng ông thừa nhận rằng việc mà ủng hộ nhập cư theo truyền thống là một hoạt động khó diễn ra ở tỉnh này. Vài tháng trước khi mà bắt đầu chiến dịch bầu cử của Quebec thì Michael Leblanc, chủ tịch phòng thương mại của Metropolitan Montréal, cho biết các doanh nghiệp trong khu vực đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công nhân ông nói thêm tình trạng thiếu lao động đang buộc các công ty phải trả một mức lương cao khiến các hợp đồng không được thực hiện hoặc là hạ thấp chất lượng dịch vụ của họ Ông cũng nói thêm trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, vấn đề về sự sẵn có của người lao động là một vấn đề tiên quyết được các doanh nghiệp đưa ra khi mà họ được hỏi về những rủi ro hoặc là trở ngại đối với sự phát triển của họ và thậm chí cả những rủi ro đối với sự tồn tại của doanh nghiệp hiện nay. Hạ viện kêu gọi các bên cạnh tranh để thành lập chính phủ tiếp theo cam kết là nâng mục tiêu nhập cư lên ít nhất là 64.000 người mỗi năm để giúp lấp đầy những gì mà họ nói là hơn 220.000 việc làm đang trống hiện nay ở Quebec. Tuy nhiên, nhận lên rằng mối quan tâm về tiếng Pháp là trọng tâm của các cuộc thảo luận chính trị ở Quebec. Hầu hết các đảng, đặc biệt là Liên minh Quebec thì tổ chức đang chặn tàu trong các cuộc thăm dò, không muốn có thêm người nhập cư vì lo rằng nhà nước không có đủ nguồn lực để tích hợp họ một cách hợp lý và dạy họ học tiếng Pháp. Nhưng Le Blanc nói rằng diễn ngôn đã thay đổi trong 4 năm kể từ khi mà CAQ được bầu với lời hứa là giảm nhập cư, thêm rằng nhu cầu về người lao động không còn có thể bị bỏ qua. Các nhóm kinh doanh ở Quebec đã kêu gọi các mục tiêu cao hơn trong nhiều năm. Ví dụ như vào tháng trước thì một nhóm đại diện cho các nhà sản xuất, xuất khẩu và trong tỉnh đã đề xuất rằng giới hạn thường trú nhân hàng năm nên lên cao lên tới 90.000 người một năm. Và mối quan tâm về ngôn ngữ giữa các tầng lớp chính trị gia tăng trong những ngày gần đây. Sau khi mà công bố dữ liệu điều tra dân số cho thấy tỷ lệ cư dân Quebec chủ yếu nói tiếng Pháp Tại nhà đã giảm xuống 77,5% vào năm 2021 từ 79% vào năm 2016. Tỷ lệ cư dân Quebec có ngôn ngữ chính thức đầu tiên là tiếng Anh đã tăng lên 13% vào năm 2021 từ 12% vào năm 2016. Cho đến nay thì Đảng Tự do Quebec là đảng lớn nhất duy nhất chính thức cam kết là nâng mục tiêu nhập cư nếu được bầu vào mùa thu năm nay và nó đã cam kết giới hạn là 70.000 người mỗi năm trong khi hoạt động để ký các thỏa thuận với các vùng Quebec để xác định nhu cầu nhập cư thực sự của mình. Đảng CIQ cầm quyền đã giữ mục tiêu nhập cư lâu dài ở mức từ 40.000 đến 50.000 người trong 4 năm qua với lý do là cần phải hòa nhập đúng cách những người mới đến và bảo đảm họ phải học tiếng Pháp. Tỉnh được thiết kế để tiếp nhận gần 70.000 người nhập cư trong năm nay để có thể bắt kịp sau khi không đạt được mục tiêu trong đại dịch Covid-19. Nhưng lãnh đạo của CAQ hiện nay là ông François Laco vẫn chưa thông báo liệu ông có tăng giới hạn vĩnh viễn nếu ông được bầu lại một lần nữa hay không. Đảng bảo thủ đã hứa sẽ giảm dần mức nhập cư trong khi nỗ lực để tăng cường sự đồng hóa và tỷ lệ sinh của Quebec trong khi đó, thì Patri Quebec Coins vẫn chưa thông báo là nền tảng của mình, nhưng lãnh đạo đã bày tỏ lo ngại rằng một làn sóng những người mới đến sẽ gây nguy hiểm cho vị thế của người Pháp ở trong tỉnh. Nhóm của Le Plain nhận thấy rằng 78% doanh nghiệp của Monran mà họ khảo sát, báo cáo bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lao động, về tiền lương chiếm đến 72%. Và tiếp theo là không đáp ứng đủ nhu cầu chiếm 58% và sản xuất chậm lại chiếm 44%. Ông Lê Blanc cũng thừa nhận rằng lương truyền thống của Quebec thấp hơn Ontario và cần phải bắt kịp. Tuy nhiên, ông nói rằng mức lương cao hơn cũng như là các chương trình giữ chân và đào tạo lại những người lao động hiện có sẽ không đủ tự mình có thể bù đắp thực tế dân số già và kinh tế đang bùng nổ. Một phần nguyên nhân nằm ở Ottawa, nơi mà ông cho rằng cần phải giải quyết sự chậm trễ trong việc cấp giấy phép cho những người lao động đã được tỉnh tuyển chọn và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước ngoài đến, đặc biệt là những sinh viên đến từ các quốc gia nói tiếng Pháp. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi những sự thay đổi trong chiến dịch tranh cử của Quebec dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật với ngày bầu cử là ngày 3 tháng 10. Thống kê Canada cho biết vị trí tuyển dụng việc làm đạt mức cao mới vào tháng 6 và họ cho biết số lượng vị trí tuyển dụng đã tăng 3,2% trong tháng 6, đạt mức cao mới do các nhà tuyển dụng đang tìm cách có thể lấp đầy hơn 1 triệu vị trí trong tháng 3 liên tiếp bị thiếu và tỷ lệ trống việc làm là 5,9% trong tháng 6, phù hợp với mức cao kỷ lục đạt được vào tháng 9 năm 2021 và tăng từ 4,9% vào tháng 6 năm 2021. Cơ quan thống kê Canada cho biết, các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội đang tìm cách lắp đầy 149.700 công việc, tăng 4,3% so với tháng 5 và tăng 40,8% so với một năm trước. Vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực như là dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt 171.700 công việc trong tháng 6, tăng từ 6,6% so với tháng 5 và tăng 38,8% so với tháng 6 năm 2021. Đối với ngành thương mại bán lẻ thì chứng kiến vị trí tuyển dụng tăng tới 15,3% so với tháng 5 và vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực bán lẻ đã tăng 22,5% so với tháng 6 năm 2021. Thế giới có một cực thứ ba ngoài Bắc cực, Nam cực và nó đang tan chảy nhanh chóng. Đây là một bài viết rất thú vị mời quý vị cùng theo dõi. Khi Khawa Kapo nằm ở cực thứ ba của thế giới. Đây là cách mà các nhà băng học dùng để chỉ cao nguyên Tây Tạng, nơi có tảng băng Hindu Kush, Himalaya rộng lớn vì nó chứa lượng băng tuyết lớn nhất sau Bắc cực và Nam cực. Chỉ riêng các sông băng ở Trung Quốc đã chiếm tới 14,5% diện tích trên toàn cầu. Tuy nhiên, một phần tư lượng băng của nó đã bị mất kể từ năm 1970. Tháng này, thì trong một báo cáo đặc biệt được chờ đợi từ lâu về tầng đông lạnh của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng có tới 2 phần 3 số sông băng còn lại trong khu vực đang trên đà biến mất vào cuối thế kỷ này. Dự kiến 1 phần 3 lượng băng sẽ mất đi trong thời gian đó, ngay cả khi mà mục tiêu quốc tế đã thống nhất về việc hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu ở mức là 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp được tuân thủ. Và dù chúng ta có phải là Phật tử hay không, thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những sông băng nhiệt đới trải dài 8 quốc gia này tháp nước châu Á. Đóng băng này là nguồn của 10 con sông lớn nhất thế giới, bao gồm sông Hằng, sông Brahmaputra, sông Hoàng Hà, sông Mekong và sông Ấn. Với các dòng chảy hỗ trợ trực tiếp cho ít nhất là 1,6 tỷ người về nước uống, nông nghiệp, thủy điện và sinh kế và nhiều các gián tiếp khác như là khi mua một chiếc áo phong làm từ bông trồng ở Trung Quốc hoặc là gạo ở Ấn Độ chẳng hạn. So xếp một nhà băng học tại đại học bắc của British Columbia gọi sự mất mát này là nỗi buồn và sự sợ hãi nó làm thay đổi bản chất của những ngọn núi một cách rất dễ thấy và sâu sắc tuy nhiên các điều kiện thay đổi nhanh chóng ở cực thứ ba này lại không nhận được sự chú ý như ở Bắc Cực và Nam Cực Báo cáo đánh giá lần thứ tư của IPCC vào năm 2007 đã đưa ra một dự báo sai lầm rằng tất cả các con sông băng ở Himalaya sẽ biến mất vào năm 2035. Tuyên bố này hóa ra dựa trên một giai thoại hơn là bằng chứng khoa học và có lẽ vì bối rối, cực thứ ba đã ít được chú ý hơn trong các báo cáo tiếp theo của họ. Cũng có một sự thiếu hụt nghiên cứu so với các cực khác, và những dữ liệu về thủy văn tồn tại đã được chính phủ Ấn Độ cũng như các bên quan tâm khác bảo vệ. Cao nguyên Tây Tạng là một nơi rộng lớn, không đủ điều kiện thực tế cho các nhà băng học làm việc và các yếu tố này đã gây nhiễu khiến cho các phép đo khó có thể thu được một dữ liệu chính xác. Ví dụ như là các nhà khoa học bị người dân địa phương cấm bức ra sông băng của Mê Yon, có nghĩa là họ phải sử dụng kỹ thuật chụp ảnh lặp lại để có thể đo được sự tan chảy của băng. Trước những vấn đề này thì công cụ vệ tinh xem ra vô giá và cho phép giới khoa học theo dõi sự co lại của nền băng theo thời gian thực. Vào mùa hè này, thì các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia cũng đã sử dụng các hình ảnh vệ tinh do thám được và giải mật từ thời điểm mà chiến tranh lạnh để cho thấy rằng tỷ lệ tăng băng ở cực thứ ba đã tăng nhanh trong thế kỷ này và hiện gấp đôi tốc độ tan chảy của giai đoạn năm 1975 đến năm 2000 cảm ơn quý vị đã theo dõi những tin tức trong ngày hôm nay và hy vọng những tin tức cũng đem lại cho quý vị một sự hữu ích thú vị nào đó à, quý vị ơi quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho tin người việt bằng cách là theo dõi những bản tin bấm like bình luận để góp ý kiến cũng như chia sẻ suy nghĩ và quý vị đừng quên bấm đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất của bản tin một lần nữa xin chúc quý vị một ngày bình an và may mắn